Hiếu Mero xin mến chào tất cả các bác, các anh em yêu thành yêu ca hát trên mọi miền tổ quốc. Thưa các bác, thưa anh em, trong clip này Hiếu Mero xin phép được giới thiệu một mẫu đẩy B3, dòng đẩy 3 kênh dành cho karaoke gia đình. Công suất của mỗi kênh là 750W một kênh các bác anh em nhé. Thì đây là một mẫu đẩy mặt gôn cực kỳ đẹp. Và hiện tại thì trước mặt các bác là 3 cục đẩy cùng công suất. Và thưa các bác anh em, với mẫu này hiện tại bên Hiếu Mero đang có 20 chiếc các bác anh em nhé. Nếu các bác anh em nào, các quý cửa hàng nào có nhu cầu lấy lại thì có thể liên hệ cửa hàng Hiếu Mero. Và các sản phẩm này thì là sản phẩm bãi nguyên zin đẹp các bác nhé, nguyên zin và rất đẹp. Hiện tại là bên em đã vệ sinh qua và hàng rất là chất lượng, tất cả là mặt gôn. Thì hôm trước bên Hiếu Mero có về được 75 chiếc, và hôm vừa rồi thì tiếp tục về một lô là hơn 40 chiếc nữa để phục vụ nhu cầu yêu thích và những sản phẩm chất lượng như thế này. Thì thưa các bác, thưa anh em, thì đối với những sản phẩm dòng men mạch ruột B3 như thế này thì cho chất âm cực kỳ hay. Những sản phẩm này thì là được công ty B3, chính thức công ty B3 sản xuất và các công ty khác đặt thương hiệu, và cho nên nó là thương hiệu M sao, nhưng bản chất của nó là do công ty B3 sản xuất các anh em nhé. Hiện tại thì thưa các bác, thưa anh em, đối với mẫu của đẩy công suất 3 kênh này, bên Hiếu Minh đưa ra một cái giá cực kỳ hữu nghị, đó là 4 triệu 400 nghìn các bác, 4 triệu 400 nghìn, công suất là 750 và 750 mỗi kênh, có đẩy 3 kênh. Và nếu các bác nào có để ý thì hiện tại trên thị trường các bác có cục đẩy như LA đã đăng kinh là 400, là 600, là 800, nó chỉ 2 kênh thôi nhưng giá của nó rất cao. Nó là 800, công suất mỗi kênh là 800W, giá của nó trên 5 triệu đồng, 5 triệu 4 đến 5 triệu 6 các bác anh em nhé. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ đến cục đẩy này trong khi nó là 3 kênh, công suất của nó cũng tương đương, gần như là con này là 750W kém là 800 thì có 800W. Thứ nhất là 3 kênh, thứ hai là công suất không hề kém một chút nào, nhưng giá bên Hiếu Minh đưa ra cực kỳ mềm. Ngoài ra chất âm của nó lại rất là hay. Nói về mạch B3 thì chất âm chúng ta không phải bàn nữa rồi, nó quá nổi tiếng rồi. Hiếu Minh Audio chỉ phân tích những cái ưu điểm của cái dòng đẩy và cái giá cả mà bên Hiếu Minh đưa ra. Có lẽ đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý với những bác mà muốn nhu cầu mua cục đẩy tầm giá từ 4 đến 5 triệu đồng thì có thể lựa chọn cục đẩy bãi hàng chất lượng như thế này. Đấy, thì em xin phép quay cho các bác em cùng xem. Thì tất cả các dòng này có sử dụng là 2, 4, 6, 8, tất cả là 16 tụ lọc các bác em nhé. 16 tụ lọc với một nguồn cực kỳ lớn, 1.000 nguồn lớn. Và đây là mạch cờ lát H các bác em nhé. Mạch cờ lát H này nó sử dụng trong rất nhiều mạch cờ đẩy, và cái đẩy V3 này rất là nổi tiếng rồi. Tụ của nó là 50V và chỉ số là 10.000 microfarad. Máy rất là mới, chưa sửa chữa gì cho em nhé. Em lấy một lô hơn 100 chiếc, gần 150 chiếc, có đẩy 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh và có rất nhiều các công suất khác nhau. Và hôm nay Hiếu Mero xin phép được giới thiệu cái mẫu cục đẩy là 750, các anh em nhé, đây công suất ở đây. Ở 8 ohm, trong karaoke gia đình là 40mJ là 750. Ở 4 ohm là 1200. Ở 8 ohm 60mJ, 60mJ thì cái nghĩa là gì? Thì các bác đã là khoảng cách xa sự kiện thôi nhé. Khi chúng ta dùng dây nối rất là xa thì nó cái công suất của nó chỉ còn lại 600W, 600W và 600W. Nhưng với trong gia đình thì khoảng cách gần thì nó rất ổn định, công suất của nó là 750W một kênh. Đấy, thì đây là về cục đẩy B3. B3, con này là ký hiệu của nó là gì nữa em xem. Của nó là ký hiệu là C306 các bác anh em nhé. Con này là con C306. Đấy, giá của bên em đưa ra là 4.400.000, một cái giá cực kỳ hợp lý và đẹp cho tất cả mọi người trên thay. Thì trong cái clip này, Hiếu Minh Audio xin phép giới thiệu về dòng đẩy 3 kênh công suất này. Bên Hiếu Minh Audio còn rất nhiều các mẫu đẩy khác, và đây là một số lượng nhỏ mà em đang để dưới còn các kho khác nữa. Trước mặt các bác đây là những dòng đẩy có 2 kênh, 3 kênh, có mặt đen, mặt vàng và mặt trắng đầy đủ cả. Đấy, thì các sản phẩm hiện tại thì trong clip này thì em chỉ giới thiệu tập trung vào những sản phẩm 3 kênh thôi, vì cái mẫu 3 kênh công suất 750W hôm nay về tương đối nhiều quá nhé, 20 chiếc trên một cái mẫu công suất này. Đấy, thì em không nói nhiều nữa, xin phép các bác là dừng clip tại đây. Các bác anh em nào có nhu cầu yêu thích dòng đẩy B3
chất âm của đẩy B3 thì có thể liên hệ cửa hàng Hiếu Minh Auto. Hiện tại bên em có hai cơ sở. Cơ sở 1 ở 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 ở 184 Nguyễn Đức Thuận, Long Biên, Hà Nội các bác em nhé. Cơ sở 2 thì ở đầu đường 5, hướng đi các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bác anh em. Xin thân mến và hẹn gặp lại.